Có Chu là rất 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 là buồn ngủ rồi, bởi vì hôm qua không có ngủ được. Định làm live nhưng mà lỡ hứa hứa với mọi người là hôm nay Thiên Ngân sẽ live, cho nên là mình phải tranh thủ. Hello tiệm chăm của Kem, bạn có trong dùng bơ hả? Cưng quá vậy. Phương Thảo đợi chị nãy giờ. Quá muộn. Chắc mọi người đi ngủ hết luôn rồi quá. Thương quá. Xin lỗi nha. Ngày này mọi người chắc sắp đi ngủ hết rồi, nên là ơn la chết chút xíu rồi. Xong mai lại tiếp. Mai mình sẽ livestream khui quà của các bạn fan. Tại vì hồi đợt á là Thiên Ân chung kết Miss Grand Việt Nam, mọi người mang cho Ân rất rất là nhiều quà, cho nên là Ân vẫn để một góc á, Ân để dành á, Ân vẫn chưa có khui ra. Chị xin đôi của Ân Lai Kỳ là ai? Chị Vân hả? Dễ thương quá à, chị ăn cơm chưa? Chị ăn hồi chiều rồi. Không, đồ ăn á là lấy ra rồi nha, mấy cái mận rồi trái cây rồi này kia là lấy ra hết rồi, chứ mà đồ ăn mà thúi là cái phòng lên là nghe. Vậy là mấy cái quà để lâu đó. Hello Nguyễn Gia Huy. Bánh tráng sa tế ngon. Bánh tráng ớt á. Con bạn cùng phòng em mai đi học mà nó không chịu ngủ, kêu nó ngủ đi chị, ngủ đi em ơi, tắt đèn ngủ đi, mai về trễ rồi cô giáo không có cho vô lớp đó. Ủa nhưng mà sao mấy bạn ơi, thí dụ mình livestream mình tâm sự với nhau những cái câu chuyện hay cái gì đi, không toàn là nhắn tin nhờ đòi nợ với kêu đi ngủ không à, tắt đèn là sao ta? Review Hồng Hạnh. Hồng Hạnh thì rất là dễ thương. Ân với Hạnh là thiệt với nhau 2022 nhưng mà lại không có nhiều điều kiện để nói chuyện với nhau nhiều á. Nhưng mà đến 2023 thì lại nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và Hạnh là một người rất là hết mình, rất là cố gắng trong cái hành trình này. Và Thiên Ngân cảm thấy rằng là Hạnh xứng đáng để có được điều đó. Ở Ninh Bình siêu vui. Trời ơi, để kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện ở Ninh Bình rất rất là mắc cười. Là như vậy, Thiên Ân với lại Lung Linh đi thuyền để xem Tràng An. Thì cái lúc đó là chú mới hỏi là ủa, tụi con là hoa hậu hả? Xong rồi tụi con là hoa hậu hôm qua diễn hả? Xong cái Ân với Linh mới nói là dạ, tụi con không phải là hoa hậu chú ơi, tụi con là du học sinh ở bên Mỹ mới về. Xong nó ủa vậy hả? Xong rồi cái ngồi nói xong chú hỏi, chú kêu tư vấn còn những cái mà học tập ở bên Mỹ rồi đó. Xong mọi người nói cái Thiên Ngân mới nói là tụi con không, Thiên Ngân mới nói là Thiên Ngân ăn dê 2 bữa nay rồi. Cái Lương Linh mới nói đâu ăn dê nào 2 bữa, mới giờ hồi trời hồi hôm qua lấy gì ăn dê 2 bữa 2 ngày. Xong rồi ông muốn à thì không phải ăn dê 2 ngày, ăn dê 2 bữa đó. Xong rồi chú mới hỏi, tại chú cũng có đứa con muốn đi du học rồi này kia các kiểu. Xong rồi ân với Lương Linh mới cũng tư vấn cho chú luôn. Xong rồi lát nữa cái chú nói chuyện với mấy chú mà mấy cô chú mà ở thuyền khác là đang chở hoa hậu công tác tại nước ngoài, chứ không có hoa hậu du học sinh làm việc tại nước ngoài. Trời ơi, nghe mắc cười dữ luôn á, dễ thương. Xong rồi chú chở đi Tràng An, xong tới cái hết đi qua mấy cái hầm đi qua mấy cái hang nhỏ 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 vậy nè. Xong rồi đi coi trong đó. Xong rồi chú dễ thương lắm, chú còn cẩn thận kêu là coi chừng đụng đầu nha con đó. Nói chung là Ninh Bình rất là đẹp và người dân ở Ninh Bình cũng rất là dễ thương nữa, nhất là các cô chú chèo lái thuyền á, quá là dễ thương đi. Ngân bị đứt tay thôi à, đứt tay xíu thôi, không sao nha. Chị có về Cần Thơ chơi luôn Linh kể rồi á chị, ủa kể rồi hả? Nếu có còn gì vui đúng không? À, đi
đi diễn cho show ở ngoài Ninh Bình đó, là sẽ đi thuyền để đi ra ngoài. Xong rồi cái lúc mà Thiên Ân đi thuyền á, là lúc đó là Thiên Ân đang ngắm cảnh vậy nè, xong rồi cái tới thuyền mà lúc đó là mình cũng hơi sợ á, nhưng mà cũng may là có mặc áo phao rồi không sao. Cái hỏi các cô chú thì các cô chú mới nói là ở đây cũng không có sâu lắm. Hoa hậu Việt Kiều nha, vui lắm. Rồi à, ở trong đó là không có sóng luôn. Mọi người thông cảm với cái đôi mắt buồn ngủ lờ đờ của Ân nha, tại vì Ân buồn ngủ lắm rồi. Du học sinh nó Mỹ. Rồi chú lấy thuyền vui lắm. Xong rồi rác nữa nó tùm lum tùm la. À, xong rồi cái lúc về cái gặp một cái chiếc ghe, chiếc thuyền đi ngược lại. Hello chị Ân, cái bạn đó hello chị Ân, hello chị Linh. Xong rồi cái Thiên Ân cũng hello lại. Xong rồi cái Ân hỏi là ủa mọi người chưa về hả? Cái bạn đó mới nói là chưa, em chưa về, chiều mai em mới về. Hôm qua em cũng có coi hai chị diễn nữa đó. Mà chú lái thuyền đang không lúc đó cũng không biết là chú lái thuyền có biết là hai đứa là có diễn hay không á, kiểu vậy. Mai em học code 5 tiết thôi em ơi, chị là dở lắm, dở mấy cái code lắm. Thế nên là một cô bé rất là dễ thương, ngoan, rất là bám chị. Con bé cứ bảo là em thích bám theo chị, đi theo chị chơi gì đó kiểu vậy. Và Linh thì Ân thấy Linh là Linh chắc là nhạy cảm, sống tình cảm á. Ngọc Thỏ hả? Ngọc Thỏ là bà bạn tri kỷ rồi, rất là thân với nhau, cho nên là cũng hay nói chuyện, cũng hay tâm sự. Mới đi ăn nãy xong, thương Thỏ lắm. Thỏ là một người chơi hết mình với bạn bè nha, và Thiên Ngân cũng vậy, nên là mới chơi được với nhau đó. Chị không buồn ngủ hả? Chị đi ngủ đi, chị cũng buồn ngủ dữ lắm, chị muốn đi ngủ lắm rồi. Nhưng mà thôi like chút với mọi người, lâu lâu mới like, mà like có chút xíu không đã nữa. Không có gì mấy bạn lấy gì mấy bạn cắt rồi mấy bạn úp lại. Chị nhận được thì cuối cùng anh cho chị nhận được rồi. Chị cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày chủ nhật này rồi. Nhưng chị sẽ không bắt hoa cưới đâu, bởi vì chị vẫn muốn độc thân. Yeah! Chị nghĩ chắc là tầm một tháng nữa thì chị sẽ tiếp tục quay học sách mới. Tại vì bây giờ cũng nhiều việc để làm á. Và những cái cuốn sách mà cho cái số mới này quay sẽ là những cuốn sách rất hay, bởi vì Thiên Ân lựa những cuốn mà Thiên Ân chưa từng đọc, để Thiên Ân có thể có một cái trải nghiệm mới nhất ở cái thời điểm này. Và mình thích cái cảm giác chạy KPI khi mình đọc sách và mình hiểu được nó. Na sinh nhật em hả Trung Vĩnh? Happy birthday em nha. Muốn độc thân hay là ê sắc ế á hả? Muốn độc thân đừng có ế, nhưng mà cũng từ từ thôi chứ. Ví dụ qua 30 thì là ế đó là mắc đi kiếm á, chứ bây giờ mới có 23 còn nhỏ lắm. Thiên Ngân là không có dự định đi có người yêu hay có chồng gì đâu. Từ từ đi mọi người ơi. Thiên Ngân có dự định đóng phim không? Thiên Ngân có chứ. Thiên Ngân thật ra hành trình mới của Thiên Ngân là đi chinh phục điện ảnh, ông từ điện ảnh đi chinh phục và hành trình đi làm diễn viên của mình. Thiên Ân chuẩn bị bài hát cho đám cưới chị Quân Anh chưa? Rồi trời ơi, giỡn hoài, hát chứ. Thiên Ân hát hay lắm nha. Ân ơi, chị em cách cô bạn cùng phòng. Ủa, tưởng là bạn cùng phòng là dễ cua nhất rồi chứ còn phải chỉ nữa hả? Đấy, cùng phòng rồi mà còn cua gì nữa. Ân với Thỏ sẽ xong ca nha.
Thiên Ngân giờ này bị đau cổ vai gáy á mọi người, nên là không biết là có cách nào để đỡ không hay là do tập nhiều quá ta. Nhưng mà cái cổ vai gáy đó là nó cũng cứ cứng ngắc cứng còng. Hay là mình livestream đi ngủ ta. Chết đâu buồn ngủ quá. Em bắt cáp qua massage cho chị nha, liền giúp chị đi em. Liền giúp chị. Thôi mà thôi khuya rồi, thôi mai đi. Em có thể lấy chị làm đề tài nói chuyện với crush được không ạ? À? Được nha, nhưng mà em nói cái gì dễ thương với chị chút xíu nha. Tự nhiên cái nôn, được xem ông đóng phim quá. Cũng nôn được đóng phim nữa. Ơn ơi ngắm trăng với em đi, hồi nãy Ơn ra ngoài đâu thấy có mặt trăng nào đâu. Ủa hay là hôm nay không có trăng ta, mây nhiều quá hả? Like tẩy trang cộng skin care rồi ngủ hơi bé. Đúng vậy. Thôi thì Ngân sẽ đi tẩy trang đây. Thì Ngân sẽ chỉ cho mọi người cách tẩy trang cùng Thiên Ân nha. Hay quá. Để lòi lại cái comment coi của ai vậy, em cho chị 10 điểm. Cảm ơn chị đã nhắc em nha, chứ không em quên là em tẩy trang luôn á, tự nhiên ngồi thừ ra làm chi. Vậy sao ta, nhìn này ngay đâu ta. Nghe nhạc là bị đánh bản quyền phải không? Tại vì bình thường không tẩy trang em làm những nghe nhạc. Đạp xe Ninh Bình đó hả? Bỏ ra 300 ngàn thuê 2-3 chiếc xe đạp để đạp 2 tiếng mà mới ra 2 phút trời mưa. Xuống đầm Vân Long đó, tụi tôi cũng gán chụp được mấy bộ hình. Chưa bao giờ buồn ngủ như bây giờ luôn. Giờ là kiểu cảm tưởng như là nhắm con mắt lại thì nó ngủ liền á. Mà thôi kệ đi, vậy cũng tốt. Ngủ sớm mai còn tập nữa. Mai tập nhiều. Thiệt kiếp lẹn để trang ngủ. Xong rồi hả? Còn skin care nữa, đâu có dừng lại đó, đâu có dễ dàng như vậy. Nhớ bé quá nè, chị dịu ái thôi, em để dành quà của chị á. Mai em livestream vui quà nha. Thật ra cái cây kẹp này mẹ dung giỡn thôi, cái kẹp này là của một chị ở Hà Nội tặng. Giờ thì mình sẽ xài tẩy trang. Đây là chai dầu tẩy trang mình siêu yêu thích. Chai dầu tẩy trang của Suemura. Cái này có thể tẩy được hết tất cả mọi thứ đó. Nó gần như là cũng tẩy được mắt môi luôn. Chai này chắc là chai thứ 568 mình xài. Sẽ thích lắm. Là ở đây là review chân thật nha, không có PR rồi đâu đó. Chết rồi, tức này là sao đọc comment ta? Có mấy cái mì giả hay gì thế?
tẩy được nỗi nhớ về crush không ạ? Người ta có crush mình không? Nếu người ta không crush mình thì thôi mình crush người khác đi chứ. Cho nên là sợ crush người ta lắm, sợ cảm giác thích người ta mà người ta không thích mình. Ân có ý định tham gia game show nào không? Ân không biết nữa. Ân thích Ân cũng thích đi game show, nhưng mà để từ từ đã. Ê, hay da, trời ơi sợ. Bởi vì những cái lần mà mình make up á, mình mới biết được là hả, những lúc mà mình để mặt mộc nó quý giá như thế nào mọi người ạ. Nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ gì đâu. À, để kể mọi người nghe, hôm nay ba đi Ngân đi đi chơi rồi, đi du lịch hả? Xong rồi cái trước khi đi cái ba nói là ba đi nha, cái ông mới hỏi ba là ba đi đâu, khi nào ba về, cái ba đó mồi với ba hơn trả lời xong còn lâu mới nói trời ơi cấn đặng. Xong rồi Ngân im luôn không biết nói gì hết trơn. Nha, nhà ở xưa giờ không có hù nha. Trời ơi, đang xíu nhà mình cái thị ngủ, cái thị qua ngủ mà mai thị đi học rồi, nên là thôi để ở nhà đi. Sẽ tẩy trang mắt môi, tại vì mắt môi mát nhiều á, nên là mình phải tẩy nó, chứ không là ha, nó sẽ không có sạch, mà không có sạch thì nó sẽ đóng lại trên mi á, nhất là ở cái phần mi sẽ dễ bị viêm bờ mi lắm. Cho nên là khi mà tẩy trang thì mọi người nhớ tẩy cho sạch nha. Nó ra một đống cái ghê rồi. Có dầu mà ông xài dầu trước rồi. Đây, chúng con xài dầu trước, xong rồi mới xài cái nước tẩy trang mắt môi để mình clear những cái mà kiểu eyeliner hay là mascara waterproof á. Cái tay bị đứt tay, nhưng mà cái đụng cái nước nó cứ rác hoài nên ông phải bịt lại. Ân cúi xuống cẩn thận áo hả? Ok, cà vô nha. Dạ được chưa? Ok ha. Thì mọi người kêu cài áo đi, cài nè. Ok không? Mắc cửa. Không hiểu sao nhìn chị giống ngoại em quá, tính ra ngoại em cũng trẻ quá ha.
Xong rồi mình sẽ tẩy tế bào chết cho môi để mình có một đôi môi ngọt ngào quyến rũ. Rớt nha. Đây là lần đầu tiên mà đứng yên cho em chụp một tấm. Áo gì giống thạch rau câu sơn thủy quá. Ê ơi, nói cho mới để ý luôn. Nếu như thích mở cửa thấy vui không? Vậy tôi tấu hệ với mấy bà đó. Đó là gì, mình sẽ dùng nước để trang cho full cái mặt nha. Mình có bông để trang nào khác cho hoa hậu hả? Thì Ngân hay xài cái này, nhưng mà Ngân thấy là ok nha. Nó cũng nó hơi tơi á, tôi lo Ngân muốn xài siêu cốt. Chị giống chị hàng xóm của em quá. Nhà em ở đâu vậy? Nhiều khi em chị hàng xóm em thiệt á. Chị biết vụ cháy chung cư Hà Nội không? Chị biết, chị rất buồn vì điều đó. Chị có đọc tin và chị có cầu nguyện nữa. Thật sự đốm trăm người rồi, chắc mọi người đi ngủ rồi. Chớ sát trùng vết thương đừng để nhiễm trùng nha bé ơi. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một miếng phong mình lau lại hết luôn cái mặt. Mình coi coi là còn cái gì sót lại không nha. Trời ơi sót, nỗi cô đơn này. Thưa đang đọc cuốn Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ á, rất hay, một cuốn sách vô cùng hay. Và Thiên Ngân nghĩ là phải, nó phải là must have ở trong cái chuỗi học sách tiếp theo của Thiên Ngân. Trộm ví da tinh quá. Nhưng mà nó đen lắm chị ơi, cái này là cái áp rồi đó. Đúng, quá đen. Em muốn chị em có thể trắng, ước mơ quá nhỏ một lần da trắng. Không, thật ra là cũng không hẳn là phải trắng, tức là nó sáng rồi nó đừng có đen gì nữa. Da găm quyến rũ, đúng như vậy. Hồi xưa là em còn nữa hả, thích da ngâm ngâm á, cho nó khỏe. Nhưng mà sao giờ này em thích da trắng á. Các bạn mọi thời điểm mỗi khác. Em xài sữa mặt rất dịu nhẹ nha cả nhà yêu. Thế thì chị sẽ sử dụng, chị sẽ giới thiệu sản phẩm skin care của chị nha. Mua nữa. Rồi thế, xài cái máy rửa mặt này để mình có thể làm sạch sâu hơn. Em nhỏ hơn Ngân hay là kêu bạn em? Chị đâu có biết đâu, chị lịch sử thôi mà. Chị ơi, gia đình em chưa biết em gay á, chị có mau giùm em đi. Em cho chị số điện thoại địa chỉ đi, mai chị tới thì có mau cho.
chị có tham gia xe đạp ngủ không? Có mà, chưa có tham gia xe đạp ngủ mà. Trời ơi, sao mình tự nhiên cái này nhìn giống trai quá vậy trời. Nhìn nghiêm túc quá ha. Mai em đi tập là em vô giường bơ liền đó. Chị với em cách có bồ đi. Chị còn chưa có đó, chứ là em. Từ từ đi, chị nghĩ là không phải vội. Những điều tuyệt vời nhất sẽ đến vào những lúc mình thích hợp. Sẽ đến vào những lúc mình sẵn sàng. Nên là mọi người yên tâm. Em mới đi ngoài đường về á. Chị em cách qua lại với người yêu cũ đi. Thôi, đừng lụy người yêu cũ em ơi. Đời này không có người này có người kia. Thế giới 8 tỷ người rồi. Chị nói vậy thôi chứ chị mà rơi hoàn cảnh của em chị cũng không biết làm sao. Chị mạnh miệng vậy đó. Nhưng mà chị nghĩ là nếu như mà kiểu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên đó. Cho nên là nhiều khi có những thứ hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp thì sao? Thì Ngân xài loại sữa rửa mặt nào hả? Thì Ngân xài Centerfield, một loại sữa rửa mặt hết sức là đơn giản, dịu nhẹ. Tại vì ơn thì không xài những cái dòng sản phẩm có bọt được, mà phải càng dịu nhẹ càng tốt. Tại da ơn là da khô dữ. Xoài xong xoài. Xong xoài. Chưa chạc ăn luôn. Đây là một sắc thương. Được chưa? Xoài xong đánh răng quay. Whitening mint. Thì Ngân thấy cái kem này ok nha. Khá là ok đấy. Ủa, có ngon chứ. Hương có bạn chạy điện. Nhưng mà sao mình cũng có bàn chạy điện, nhưng mà hả, mình thấy là xài đúng là nó ấy thiệt, nhưng mà nhiều khi mình đem đi đâu hay là mình hết pin, tức là cũng cắm nó liên tục đó. Nhưng mà nói chung là đi con chạy lên chạy xuống mà cho cái tiếng thôi, chạy rất dịu nhẹ, yên tâm nha. Nhưng rất là giữ răng miệng mình sạch sẽ kỹ lưỡng, nào cũng đi kiểm tra mình kia định kỳ hết. Bình thường em sẽ dùng cái bàn chạy điện của dù quên tên rồi ta, không nhớ nữa. 12 giờ rồi hả, nhanh như vậy.
Sau đấy mình dựng nó lên ta. Dry. Chắc là tháo cái này ra không? Thôi mà thôi. Bây giờ Thiên Nguyên sẽ xịt khoáng trước. Đây, rồi. Bữa giờ mình cũng biết mình đen á, nên mình có một cái chai, mình xài cái này, cái này là serum. Xài serum ZO Skin Obagi. À không, thì Ngon phải tắt đèn Ngon mới ngủ được. Chứ mà sáng thì Ngon mới ngủ được nha. Tại vì cái mắt nó cứ chói cho mình cứ bị tỉnh á. Skin care xong thì em sẽ tắt live để em thay đồ rồi em đi ngủ luôn. Cái này hả? Tại vì bà bị đứt tay á, không biết tại sao lại bị đứt luôn. Em đi ngủ nha, bye bye bơi nha, bye bye. Chúc em ngủ ngon nha. Chai này siêu mắc luôn mọi người ơi, đắt sắc ra miếng, xài chút xíu là nó hết rồi. Nhưng thôi kệ đi, cũng tốt là được. Xong rồi Thiên Nguyên sẽ xài cái Brighter Life. Đây, cũng của ZO luôn. Sáng á, thì mình sẽ xài cái khác, sáng thì thường thường mình sẽ xài cái này. Hoặc là mình sẽ xài của ZO nhưng mà nó sẽ là cái dòng kiểu Growth Actor. Mà mình sẽ xài cái kem dưỡng ẩm của Assam. Đây, cái này là cái đợt mà Thiên Ngân đi Đức á, Thiên Ngân có cầm về và Thiên Ngân thấy xài nó rất là ok. Hy vọng một ngày nào đó sẽ bán. Ngoài ra thì mình cũng sẽ có xài Estee Lauder nữa. Đây, cái chai này là những lúc mà make up á, mà da của Thiên Ngân mà gọi là siêu siêu khô khô siêu cấp vô địch thì Thiên Ngân sẽ xài cái này. Và Thiên Ngân sẽ xài kem dưỡng ở cái hũ này. Đây, đóng lại. Tại hôm qua sáng mới dưỡng xong. Những lúc mà make up hay gì đó thì Thiên Ngân sẽ xài hai dòng này. Hai cái hũ này rất là tuyệt. Còn bây giờ thì mình chủ yếu là để kiểu dưỡng trắng á. Mà thường ăn 7 giờ là ăn thuốc rồi, đi tập mà, nên là sẽ tập sớm. Hôm bữa em tặng chị đôi dép mang trong nhà, chị mang chứ à. Chị không mang trong nhà, chị mang ngoài đường luôn rồi, hẹn chứ nó vô sớm dữ luôn á. Giờ chị phải cất rồi, chị giặt rồi, mình chị mang nhà lại. Chị mang ra đường, chị đi qua mini shop, chị mua đồ. Ân thấy da dầu á, thì tuy là nó sẽ tiết dầu nhiều nhưng mà đổi lại thì có phải là mình sẽ đỡ bị lão hóa da hơn không? Tại vì do khô thì sẽ không có nếp nhăn á. Chứ Thiên Ngân là hay bị nếp nhăn lắm nè, nhướng cái trán là rất rất nhiều nếp nhăn luôn, mà Ân thì rất là hay nhướng nữa. Cái biểu cảm trên gương mặt của mình á, nó cũng khá là rõ. Cho nên là nhướng riết cái trán nó nhăn, giả man nhăn. Ôi, những đôi mắt ngờ ngợt. Da dầu trẻ lâu đúng không chị? Em thấy da dầu sẽ trẻ lâu hơn, nhưng mà đổ dầu nhiều thì hơi mệt. Còn em thì da khô.
nó đỡ hơn là không có mình đổ dầu, nhưng mà nó dễ bị lão hóa, dễ bị nám nữa, da em dễ bị nám lắm. Mai chắc là Thiên Ngân sẽ có like á, tại vì Thiên Ngân sẽ vui quà của mọi người tặng nè. Có gì mai Thiên Ngân sẽ không thông báo giờ live ở trong vườn bơ để mọi người cập nhật nha. Mà mai chắc live sớm hơn bây giờ, tại vì thôi để cởi cúc áo ra xíu để còn dưỡng da nữa. Sắp hết rồi. Em quên bây giờ phải đi tắm mình mới dưỡng da được chứ, mới dưỡng da mặt thôi. Đang nhìn đó mọi người. Không, mai thì Ngân, mai chị nghĩ là mai chị sẽ like buổi tối, nhưng mà không quá trễ kiểu vậy. Rồi bây giờ chị đi ngủ nha. Skincare của chị đơn giản quá dạ. Ồ, đơn giản thôi, trời ơi. Một ngày mà 5-7 bước thì mệt lắm. Chưa khi nào mà đắp mặt nạ. Tại vì Ân hôm nay không có đắp mặt nạ, giờ là Ân dưỡng thôi, chứ bình thường là sẽ đắp. Nhẹ nha. Bye bye mọi người. Chúng con sẽ cố gắng update nhiều hơn cho cả nhà nhá. Bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon. Phải đi tắm, chứ không là sẽ không có lên giường ngủ được. Rồi đi tắm thì làm sao mà ai nói chuyện với các bạn đây, tại vì Ân tắm lâu lắm. Bye bye. See you.